là Thúy Ngân đang phải lây hoay áo quần quần bị mập quá đó, giờ đồ mặc không vừa nữa. Tế nhị à, ai vậy hả? Theo anh thì Thúy Ngân đang bên trong nới mấy cái ben áo ra. Nới mấy cái ben áo ra. Bây giờ anh đứng đi, anh dẫn anh câu giờ đi, em vô em coi thử nới ben tới không, đâu rồi. Không việc gì mà mình phải câu giờ các em à. Nếu như bây giờ Thúy Ngân đang bận rộn với cái công việc đó thì anh nghĩ rằng sẽ còn lâu lắm mới xong nha. Thì thôi bây giờ anh em chúng ta cũng có thể làm được cái việc này vậy. Khi nào cô ấy mà xuất hiện kịp trong cái chương trình này thì cô ấy sẽ trở về đúng vị trí đội trưởng của mình. Còn nếu không thì ngày hôm nay chương trình sẽ đỡ tốn một đầu lương. Ủa gì hả? Cái gì vậy? Sao làm gì giống như vô nhà quan chết chủ vậy trời? Tụi em là hôm nay, anh biết không, em được trai đẹp hộ tống. Hai đứa em hôm nay là người chơi. Người chơi hả? Người tham gia. Dạ không. Không. Em là đội trưởng, còn đây là người chơi. Ủa, nó nghe là em nới bộ đồ xong chưa? Anh sao vậy, em làm gì có gì đâu phải trời nới. Quý vị ơi, ban đầu là quần legging đó. Đúng rồi, mà bây giờ qua tới quần ống rộng là hiểu mà thôi. Mà bây giờ thành quần ống rộng cỡ này là biết Thúy Ngân nới cỡ nào rồi đó quý vị. Anh ơi, xì tay cũng năm 2019 là như vậy. Nè anh thấy không? Đó à. Nhìn là biết chọn đội rồi. Chọn đội luôn rồi đó hả? Ôi chọn cho em. Mình là một đội mà, chị là đội trưởng, em là người chơi. Thì cái em luôn á, cái bạn ấy bước ra một cái anh thấy anh giật mình. Trời đất ơi, ai mà dám đẹp hơn tôi vậy. Nhưng mà anh chưa kịp giao lưu với đơn cỡ Thúy Ngân cướp mang về rồi. Thôi khỏi giới thiệu, mình mời khách mời còn lại ra khách đi. Khách mời của em. Anh biết vẫn còn một khách mời bên trong đó nữa. Xin mời. Hello bé. Đó. Mấy cái giọng đẹp đẹp này á, phải về với em. Em, giới thiệu đi em. À dạ em chào anh Nghĩa, em chào chị Thư, chào tất cả các quý vị khán giả có mặt tại trường quay cũng như đang theo dõi chương trình Ngạc nhiên chứ ạ. Mình là Emily. Còn đây là Quốc Anh ạ. Còn đây là Quốc Anh. Chưa hỏi sao? Chưa hỏi sao? Chị hỏi luôn hả? Quốc Anh. Có cái gì gian vọng ở đây vậy em? Đúng rồi, tắt cái chỗ nào đi nghe ồn quá. Emily đúng không? Dạ. Vừa rồi thì em có tham gia một cái chương trình thực tế nữa. Chương trình thực tế kia là em với Quốc Anh cùng team. Nhưng mà kỳ này là cả gang cùng team với người khác nha. Thôi cứ đấy mà đấu với chị được. Đấy, đó. Thì em, thật ra thì khi em mới xuất hiện á thì anh cũng biết đó là em, bởi vì em cũng đã được khán giả biết đến qua bộ phim Trạng Quỳnh. Đó thì lẽ ra là muốn dành thời gian giao lưu với em nhiều hơn, nhưng mà có người ta cướp em về không cho anh giao lưu một cái nào hết, cho nên là mới hơi mà hời hợt với em như vậy. Em nói nhỏ chứ ở trong dưới sân khấu kia chị tự nhiên em đang đứng này. Em chỉ thiết nghĩ là em nên về đội đó luôn, hai đứa cùng đây chưa? Em bị bắt cóc bỏ dĩa rồi đó, đúng rồi. Thằng bé không có sự lựa chọn. Thôi, đó là định mệnh rồi em nha, chấp nhận thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của Ngạc nhiên chưa? Ở vòng 1 chúng ta có 7 từ khóa là 7 cái hashtag tên của 7 bài hát khác nhau. Mỗi đội chúng ta sẽ có 10 giây để đưa ra những đáp án khác nhau. Nếu đúng thì anh sẽ ghi nhận ngay. Và đội nào đoán đúng được tên của nhiều bài hát nhất thì chúng ta sẽ ghi được 3 điểm ở vòng này và đội còn lại sẽ là 2 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa đầu tiên. Tìm lại bầu trời. Chính xác, tìm lại bầu trời. 1-0 nghiêng vào đội Thúy Ngân. Từ khóa số 2. Đổi lên đây nè. Đội Nam Thư. Lấy những Thúy Ngân. Ôi không biết luôn á. Đó là bài Lý Ngựa Hồn. Như vậy là 2-0 thuộc về đội Thúy Ngân. Từ khóa thứ 3. Nờ to nờ. Ngày hết giờ, Thúy Ngân. Người ta nói. Ghê. Đúng rồi đó. Chính xác. Người ta nói. Bài này trẻ mà đúng không em Ly? Dạ lâu lắm em không nghe của anh nữa Phúc. Người ta cứ nói đừng quá tin trong mỗi cuộc đời. 3-0.
Em Ly cứ bình tĩnh. Dạ, chị không sao. Đã từng lội ngược dòng rất là thành công. Ráng mà lội em nha. Từ quá, từ từ. Vì vì lạc đường. Đời. Vì lạc đường đi hả? Dạ. Dơ dơ. Vẽ lên đồi. Đâu giờ mà vẽ lên đồ đạc. Vẽ lên đồ đạc. Hết giờ. Nam Thư, yêu nhau thì có rước nhau không? Về lại. Về lại. Có đưa rước nhau không? Dạ. Thúy Ngân, hết giờ, bên đây Thúy Ngân. Cái gì đâu, quên mất rồi. Em nhớ, em nhớ rồi. Cái gì ta? Của... Bắt giờ. Về lại... Phải lên đất nữa. Phải lên đất nữa. À trời ơi. Phải muốn ăn. À không, em là bài khác cơ. Chứ em nghĩ là bài gì? Em một cái bài của... Em vẫn chưa nhớ cơ. Vậy mà thấy cái vẻ tâm đắc lắm. Tâm đắc lắm. Ôi dồi ôi, em biết rồi. Cái bài gì đây này em biết rồi. Đón đưa. Vài lần đón đưa. Tỷ số bây giờ là 3-1. Từ khóa thứ 5. Em sẽ là... Em sẽ là người ra đi. Em sẽ là người ra đi. Trời ơi sao hay vậy ta. Em sẽ là người ra đi. Chị mình tuyệt vời. Ra đi tiếng yêu em hôm nào còn tiếng đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Chị Tư, chị Tư cầm ly. Em sẽ là người ra đi. Tí số 3-2. Từ khóa thứ 6. Cứu mình đi chị ơi. Và thế con ly vô tình chia lẻ loi, một sự lẻ loi. À, cô đơn cái gì đó chị, cái gì cô đơn à... Vòng tay cô đơn. Vừa đốn gần đốn thôi à... Thiên Ngân. Vòng tròn cô đơn. Vòng tay cô đơn à, vòng... Vòng trời kìa, vòng trời cô đơn. Vẽ trời cô chưa, đơn. Chưa, từ từ, Thiên Ngân vẫn còn giờ. Hết giờ, Nam Thư. Vòng trăng cô đơn. Vòng trăng cô đơn. Em ơi đêm nay vầng trăng kia chứng minh. Vậy là tỷ số 3 đều. Thấy chưa, chị đã nói rồi. Hãy tin chị, mình lội ngược dòng xuất em sắc. Em tin. Còn một từ khóa. Tên, từ khóa quyết định. Đội nào sẽ giành chiến thắng ở vòng 1. Bắt đầu. Cái gì vậy? Chưa kịp hiện lên bấm chuông liền rồi. Biết rồi đó. Im im. Im im. Hết giờ. Happy New Year. Happy New Year. Chính xác. Chị tôi giỏi quá. Happy New Year. Bốn con. Đây là một tên món. Đây là tên một món ăn. Đây là tên một món ăn. Bàn gõ. Gõ. Là biết rồi đó. Tên một món ăn. Kiến gõ. Món ăn gõ. Cái gì gõ? Hủ tiếu gõ. Gõ hủ tiếu gõ. Yes. Đó là hủ tiếu gõ. Gõ cái gì gõ? Mà giờ hỏi Quốc Anh nè. Quốc Anh em có biết cái món này tại sao gọi là hủ tiếu gõ không? Em không biết ạ. Một người ta bán hủ tiếu một cái xe ở đây và cho một đứa bé cầm hai cái thanh tre như thế này ha. Cái ra đi cái đi gõ gõ cái nè, mà gõ theo có một cái nhịp cái giai điệu luôn á, tóc 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 mà gõ hay lắm, tóc 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 tóc, tức là đi vòng khắp xóm khắp phố phường nè, và khi mình nghe cái tiếng gõ lóc cóc đó mình biết rằng á có cái xe hủ tiếu gõ đó chuẩn bị đang đẩy ngang qua đây, mình ngoắt thằng nhỏ đó kêu ê lấy cho chú hai tô đó, đưa hai tô tới tận nhà, hiểu không? Đó là hủ tiếu gõ. Quốc Anh đã mang về cho đội của mình 2 điểm. Một đi. Đây. Đây là cụm từ chỉ một loại hình thi đấu thể thao. Ba từ. Bơi. Bơi rồi.
Bơi tự do. Hay quá. Thi đấu. Yes. Thi đấu. Dạ biết anh, em biết bơi chó. Biết bơi chó hả?